Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất với các thành viên của lực lượng quân sự tư nhân Wagner về việc thay thế ông trùm Yevgeny Prigozhin bằng một chỉ huy cấp cao khác. Theo báo Kommersant, trong cuộc gặp hôm 29 tháng 6 với các chỉ huy Wagner, sau vụ nổi loạn bất thành của lực lượng này, Tổng thống Putin đã nói với họ rằng, trong số nhiều lựa chọn mà ông đưa ra cho họ, có một lựa chọn là tiếp tục chiến đấu cho Nga, dưới sự dẫn dắt của một chỉ huy trực tiếp khác của họ. Ông Putin không nêu danh tính cụ thể của người này, mà chỉ đề cập đến biệt danh Tóc Xám. Họ sẽ được dẫn dắt bởi người, từng là chỉ huy thực sự của họ từ trước đến nay. Nhiều người đã gật đầu khi tôi nói điều đó. Ông Putin nói trong cuộc họp kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ với 35 chỉ huy của Wagner, trong đó có ông trùm Yevgeny Prigozhin. Theo tài liệu trừng phạt của Liên minh châu Âu và các nguồn thạo tin khác, Tóc Xám dường như là biệt danh của ông Andrei Chosev, một đại tá người Nga đã nghỉ hưu, đồng thời là thành viên sáng lập và giám đốc điều hành của Wagner. Bộ Tài chính Pháp cho biết tên liên lạc của Chosev là Sidoy, theo tiếng Nga nghĩa là Tóc Xám. Một trong số các cộng sự của ông là Dmitry Utkin, cựu sĩ quan lực lượng đặc biệt của tình báo quân đội GRU và là một đồng sáng lập Wagner. Ngoài ra, ông Chosev cũng làm việc với các chỉ huy Wagner khác là Alexander Sazevich Kuzesov và Andrei Bogatov. Ông Andrei Chosev trực tiếp tham gia vào các hoạt động quân sự của Wagner ở Syria. Ông ấy tham gia đặc biệt sâu vào khu vực Dianzor, EU cho biết. Các tài liệu tiết lộ cụ thể vai trò của ông Chosev tại Syria là tham mưu trưởng cho các hoạt động của Wagner ở Syria với vị thế là tổ chức hỗ trợ chính quyền Syria. Các kênh ủng hộ Wagner trên Telegram nhiều lần nói rằng ông là một trong những chỉ huy cấp cao nhất của tập đoàn lính đánh thuê này. Trong khi đó, Kommersant dẫn lời ông Putin khẳng định Tóc Xám mới là chỉ huy thực sự của Wagner. Theo các nguồn tin của Nga, ông Chosev sinh ra ở Saint Petersburg vào ngày 5 tháng 4 năm 1962. Tuy nhiên, các tài liệu trừng phạt của phương Tây lại ghi nhận ngày sinh của ông là 5 tháng 4 năm 1953. Ông đã chiến đấu ở Afghanistan trong cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ của Liên Xô ở đó, theo hãng tin Phong Tanka của Nga. Sau khi Liên Xô sụp đổ, ông phục vụ ở Bắc Kapka, trong quân đội Nga và sau đó ở SOBA, một đơn vị lực lượng đặc biệt, phản ứng nhanh của Bộ Nội vụ Nga. Khi đó, ông là một chỉ huy đơn vị này. Ông cũng là một cựu chiến binh trong các cuộc chiến ở Chechnya và Afghanistan. Ông Chosev là một trong những người được mời dự tiệc chiêu đãi tại Điện Kremlin vào tháng 12 năm 2016. Một bức ảnh, được cho là từ tiệc chiêu đãi năm đó, đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Nga vào năm 2017, và cho thấy ông Putin cùng với ông Chosev và Utkin, cả hai đều đeo nhiều huân chương. Ukraine áp đặt biện pháp trừng phạt ông Chosev hồi đầu năm nay. Trong khi đó, số phận của ông chủ Wagner Prigozhin vẫn chưa rõ ràng. Bộ Quốc phòng Belarus hôm qua cho hay, lực lượng Wagner đã bắt đầu huấn luyện và chia sẻ kinh nghiệm với quân đội nước này, song không đề cập đến tung tích của ông Prigozhin. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.